Xin kính chào quý vị khán giả. Đầu tuần này, các nhà nghiên cứu tại Chile công bố thông tin gây xôn xao. Các dữ liệu ban đầu cho thấy một biến thể SARS-CoV-2 có tên Lambda đang lây lan mạnh ở Nam Mỹ, có những đột biến trong gai protein giúp virus thoát khỏi các kháng thể trung hòa, làm giảm hiệu quả vaccine. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì Lambda là một biến chủng cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, mối lo ngại phần nào được giảm bớt với báo cáo khoa học được hãng tin Reuters trích dẫn. Theo đó, khả năng kháng vaccine là rất hạn chế. Vaccine đủ liều vẫn sẽ khống chế biến thể Lambda. Biến thể Lambda COVID-19 đã được phát hiện ở 31 quốc gia, chủ yếu ở khu vực Nam Mỹ. WHO đã xếp biến thể Lambda hay C.37 vào nhóm biến thể đáng quan ngại. Biến thể được xác định bởi một số đột biến đối với protein gai của nó. Đặc biệt, đột biến L452Q được cho là đã tăng cường khả năng gắn vào tế bào người. Trong khi đó, hai đột biến khác là L552Q và F490S lại cho thấy sự gia tăng khả năng chống lại các kháng thể được tạo ra bởi vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna. Tuy nhiên, nghiên cứu kết luận rằng sự gia tăng khả năng kháng vaccine là không đáng kể. Các nhà khoa học cũng cho biết vẫn cần thêm nhiều bằng chứng để kết luận về các đặc điểm của biến thể Lambda do biến thể này có những đột biến bất thường so với các biến thể khác. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, sự hoành hành của biến thể Delta khiến tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Trung bình 3 ngày trở lại đây, mỗi ngày Indonesia ghi nhận hơn 31.000 ca mắc mới COVID-19, Malaysia hơn 7.000 ca, Thái Lan và Philippines lần lượt có thêm 6.000 và 4.500 ca. Tuần này, Indonesia ghi nhận thêm một dấu mốc buồn. Lần đầu tiên, quốc gia này ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do dịch trong một ngày. Sức ép lớn từ COVID-19 đang khiến hệ thống y tế Indonesia quá tải. Tình trạng thiếu oxy y tế đã xuất hiện ở nhiều khu vực. Đã có hơn 60 người tử vong do cạn kiệt oxy tại một bệnh viện ở thành phố Yogyakarta trên đảo Java cuối tuần qua. Người dân Indonesia phải xếp hàng để mua oxy ở bên ngoài. Trong khi đó, chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất oxy chuyển toàn bộ nguồn cung tới các bệnh viện để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh chóng. Tôi đã đợi ở đây từ 9 giờ sáng, 3 tiếng rồi mà vẫn chưa tới lượt. Chúng tôi đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Tôi hy vọng các bệnh viện sẽ có được nguồn cung oxy đầy đủ và những người đang phải tự cách ly cũng có được oxy. Tôi mong là chính phủ sẽ cung cấp đủ oxy để chúng tôi không phải đi mua bên ngoài. Vâng, số ca mắc mới và tử vong thì lập đỉnh mới, bệnh viện thì quá tải và hiện tượng thiếu oxy y tế nữa. Có vẻ như là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia lúc này đang làm cho chúng ta thấy rằng là có những nét tương đồng với những gì đã xảy ra tại Ấn Độ thời gian trước đây, đúng không anh? Đúng vậy, dịch tại Indonesia đang khiến chúng ta gợi nhớ về cơn sóng thần COVID-19 càn quét Ấn Độ hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua. Hình ảnh những bệnh viện la liệt bệnh nhân COVID-19, những lò đốt xác quá tải sẽ còn ám ảnh trong nhiều năm nữa. Nhưng tới lúc này, cơn sóng siêu lây nhiễm tại Ấn Độ đã lắng dịu. Những giải pháp mà Ấn Độ thực hiện để kiểm soát dịch bệnh sẽ có giá trị tham khảo cho các nước Đông Nam Á ở thời điểm này. Từ đỉnh điểm của dịch hồi tháng 5 với số ca mắc mới mỗi ngày khoảng 400.000 ca, thì chỉ trong vòng một tháng đến tháng 6, Ấn Độ đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với số ca mắc mới mỗi ngày chỉ còn khoảng 100.000. Để tạo được tiến triển trong quá trình kiểm soát làn sóng dịch thứ hai, Ấn Độ đã có nhiều biện pháp. Chiến dịch phong tỏa trên quy mô toàn quốc trong 3 tháng qua của Ấn Độ đã có hiệu quả. Gần như mọi hoạt động xã hội đang ngừng lại để cắt chuỗi lây nhiễm của virus. Mumbai, thành phố đông dân nhất của Ấn Độ, nơi có nhiều khu ổ chuột, đã quyết liệt thực hiện cách ly và xử lý ổ dịch, nhờ đó làm giảm tốc độ lây nhiễm. Có khoảng 10 triệu người dân trong các khu ổ chuột. Mỗi ngày, chúng tôi di tản 30.000 người ra khỏi các khu ổ chuột đó. Nếu một gia đình có người mắc COVID-19, chúng tôi sẽ lập tức đưa 15 người trong gia đình, hàng xóm của người đó đi cách ly. Nhanh chóng giảm áp lực cho các bệnh viện, Ấn Độ đã huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ sản xuất oxy y tế, đáp ứng cho nhu cầu khẩn cấp. Các tập đoàn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tích cực tham gia hỗ trợ chính phủ. Chúng tôi đã dừng cung cấp khí oxy cho các hoạt động công nghiệp để phục vụ 100% cho lĩnh vực y tế. Không chỉ thế, những đoàn tàu tốc hành được đưa vào sử dụng chở theo oxy để cung cấp cho người bệnh. Thậm chí, một ngân hàng bình oxy đã được thành lập. Và đặc biệt, Ấn Độ cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế với nhiều chuyến hàng hỗ trợ như vaccine, hàng nghìn chiếc máy thở, bình dưỡng khí oxy, thiết bị y tế và cả lực lượng các y bác sĩ.
Biến thể Delta với khả năng lây lan mạnh được cho là nguyên nhân gây ra cơn sóng thần COVID-19 tại Ấn Độ. WHO cảnh báo Delta sẽ là chủng lây nhiễm chủ đạo trên thế giới. Tin vui là nguy cơ lây nhiễm biến thể Delta sẽ giảm 69% nếu người dân đó tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là kết quả mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia và Bộ Y tế Singapore. Chậm tiêm vaccine là một trong các nguyên nhân chính khiến Indonesia và nhiều quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt làn sóng dịch COVID-19 mới. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiêm chủng cũng không phải là dễ, đặc biệt là khi có một bộ phận người dân có tâm lý kén chọn vaccine. Phóng viên Anh Phương, thường trú truyền Việt Nam tại Trung Đông đã gửi về câu chuyện chiến lược tiêm vaccine tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Tại đây, người dân được lựa chọn loại vaccine, nhưng trong cuộc chiến chống COVID-19, vaccine hiệu quả nhất chính là loại vaccine bạn được tiêm nhanh nhất. Ở đây thì có thể thấy rằng là tôi đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine của Sinopharm. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì bạn có thể được tiêm vaccine của Pfizer, của Sinopharm, của AstraZeneca. Tuy nhiên tôi đã quyết định chọn vaccine của Sinopharm bởi đơn giản đây là loại vaccine sẵn có nhất vào thời điểm mà tôi được tiêm. Và tôi tin rằng loại vaccine công hiệu nhất là loại vaccine mà ta được tiêm càng sớm càng tốt. Giáo sư William Schaffner tại khoa bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Mỹ cảnh báo rằng người chưa tiêm vaccine có khả năng trở thành nhà máy tạo ra các biến thể. Càng nhiều người chưa tiêm chủng, virus càng có nhiều cơ hội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng nhấn mạnh thông điệp tiêm vaccine là giải pháp hàng đầu để đẩy lùi đại dịch COVID-19. Càng nhiều người được tiêm chủng thì càng ít vật chủ cho virus SARS-CoV-2 lây lan, giảm thiểu khả năng virus sản sinh ra các biến thể khiến tình hình trở nên khó khăn hơn.